Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, các phương tiện truyền thông và quan sát viên Campuchia đưa tin rằng ít nhất 500 quân nhân và tới 200 vũ khí phòng không của quân đội Hoàng gia Campuchia đã được điều đến biên giới với Lào và Việt Nam sau một đợt máy bay không người lái, không rõ quốc tịch đã xâm nhập không phận của đất nước. Sự việc đã khiến người dân cả nước không khỏi bàng hoàng. Nhiều trang báo mạng đã nhanh chóng đưa tin về vụ việc. Và điều bất ngờ là phản ứng từ dân mạng Campuchia khi thấy sự việc có dính líu tới Việt Nam. Sau vụ lùm xùm, ngày 29 tháng 6, tờ Khmer Times đã đăng tải một bài viết với tiêu đề Âm mưu thâm độc, Thủ tướng nghi ngờ có nước thứ ba đứng sau vụ máy bay không người lái xâm nhập gần biên giới Việt Nam. Trong bài báo, tác giả khẳng định Thủ tướng Hun Sen cho rằng có nước thứ ba đằng sau những chiếc máy bay vượt biên vào lãnh thổ Campuchia và cho biết ông sẽ khiếu nại hành động này lên Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ sự tức giận vì quân đội đã không hành động ngay từ khi phát hiện. Và sau đó, ông đã treo thưởng hơn 200.000 đô la cho bất kỳ đơn vị quân đội nào bắn hạ được một máy bay không người lái. Ông phát biểu trước quân đội rằng hãy tiến hành đặt sẵn vũ khí, sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào để bắn hạ thiết bị bay không người lái. Từ chiều nay trở đi, nếu không bắn là có chuyện với tôi đấy. Trong cuộc họp với 18.300 công nhân may mặc sáng ngày 28 tháng 6, ông Hun Sen cũng nói thêm, tôi tự hỏi liệu tất cả những chiếc máy bay không người lái này thuộc về một quốc gia nước ngoài hay không. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ tên. Nhưng tôi tin rằng chúng đang được phóng từ một con tàu gần đó. Tôi sẽ thưởng 200.000 đô la cho bất kỳ đơn vị quân đội nào có thể bắn hạ một máy bay không người lái để chúng tôi có thể tìm ra nó thuộc về quốc gia nào. Ông Hun Sen nói thêm rằng, Chính phủ Campuchia đang cảnh cáo quốc gia nước ngoài có liên quan đến vụ máy bay không người lái bay vào không phận của Campuchia và khẳng định thêm rằng họ sẽ kiện lên Liên Hợp Quốc và cho rằng đây là dấu hiệu của xâm lược nghiêm trọng chống lại chủ quyền của Vương quốc. Ông Hun Sen cảnh báo Bộ Quốc phòng thực hiện mệnh lệnh của ông được ban hành ngày hôm qua, đó là hãy bắn hạ các máy bay không người lái. Thủ tướng nói rằng ông đã xem các video từ phương tiện truyền thông địa phương cho thấy một số máy bay không người lái bay qua tỉnh Mondulkiri. Nhưng các sĩ quan quân đội được cử đến biên giới ngày hôm qua đã không bắn hạ bất kỳ chiếc nào. Ông Hun Sen lưu ý rằng các lực lượng vũ trang đã có một số súng máy phòng không và cho biết họ thậm chí có thể sử dụng 1 đến 2 triệu quả đạn để hạ gục máy bay không người lái. Nếu ICAF cần tới 10.000 binh sĩ để thực hiện các nhiệm vụ, ông sẽ đồng ý vì đó là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền đất nước. Tờ Khmer Times cũng trích dẫn thêm thông điệp mà Thủ tướng Hun Sen gửi tới Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Tibanh và các sĩ quan quân đội cấp cao khác vào ngày thứ Ba. Thủ tướng Hun Sen nói rằng chính phủ Việt Nam không liên quan đến các thiết bị bay này. Nikkei Asia dẫn lời Thủ tướng Campuchia nói, chúng tôi đã hỏi Việt Nam và Việt Nam không biết. Việt Nam không có lợi ích gì khi gửi thiết bị bay không người lái đến Campuchia mà không thông báo cho Campuchia. Theo quy định của luật Việt Nam, người dân bị cấm sử dụng các thiết bị bay drone, flycam thường được dùng để quay phim, chụp ảnh ở biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia trong khu vực 10.000 m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao. Sau khi các tờ báo lớn đưa tin, các trang mạng của Campuchia cũng đăng tải lại những video có liên quan lên Facebook. Nhiều cư dân mạng của nước bạn đã để lại những bình luận trái chiều về sự việc trên, nhất là khi hiện tại nó đang được cho là có liên quan tới Việt Nam. Chúng tôi xin được trích dẫn những bình luận tiêu biểu nhất trên các bài viết đó. Một tài khoản đã bình luận như sau. Người lãnh đạo đất nước cũng giống như người lái xe, phải hiểu nguyên nhân xe hỏng và biết cách sửa xe hỏng, chứ không phải không biết gì. Dù sao thì chuyện máy bay không người lái này, đây có thể là do phiến quân hoặc chỉ là một trò chơi của Việt Nam được chuẩn bị như một cái cớ để tiêu diệt Campuchia. Trên thực tế, nếu quân đội giỏi trong việc bắn hạ máy bay không người lái thì không cần phải gửi nhiều quân đội như vậy, bởi vì việc bắn hạ chúng chỉ cần sử dụng một đội quân lành nghề, chỉ cần 30 hoặc 50 người có thể bắn hạ nó. Nếu như máy bay đó là của Việt Nam thì họ sẽ phải chịu trừng phạt vì hành động này. Lại nữa à, cứ gần ngày bầu cử thì sẽ có một vấn đề đó xảy ra. 5 năm diễn ra một lần, không biết lần này có giống như những lần trước không? Tôi nhớ khi cuộc bầu cử đến gần sẽ luôn có một sự kiện nào đó, ví dụ như sự kiện tranh chấp biên giới Campuchia-Lào chẳng hạn.
Tôi đang tự hỏi, những lực lượng đóng quân ở gần biên giới không đủ vũ khí để bắn hạ nó hay sao? Tại sao cứ phải thêm quân đội và vũ khí đến đó? Đó chỉ là một chiếc máy bay không người lái. Nếu có vấn đề lớn xảy ra thì phải làm thế nào? Liệu có kịp nữa không? Tôi không hiểu quân đội Campuchia đang làm cái gì vậy. Kiếm 200.000 đô la thật dễ dàng. Chỉ cần chờ cho những máy bay đó hết pin, nó sẽ tự động rơi xuống. Cần gì vũ khí hiện đại? Đây là thời gian nhạy cảm. Các phe đối lập đang cố giành nhau, lá phiếu và đang tìm đủ mọi chiêu trò để hạ bệ đối thủ. Tôi đã quen với sân khấu kịch này rồi. Bầu cử gần đến thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuẩn bị đi bỏ phiếu thôi nào. Cứ gần ngày bầu cử là có kịch hay để xem. Điều quân tới nơi thì những máy bay đó cũng đã trở về vị trí an toàn rồi. Chúng đang xâm nhập lãnh thổ của NATO. Quân đội đang đi bảo vệ. Tại sao lại có những người lại cười vào mặt quân đội như thế? Đây rõ ràng là do một đảng đối lập nào đó cố tình tạo ra sự việc lần này. Mục đích là muốn đổ cho Việt Nam và hạ bệ ông Hun Sen để kiểm phiếu trong ngày bầu cử sắp đến. Những chuyện này đã quen thuộc đối với tôi, không có gì phải ngạc nhiên. Mời cả nhà cùng đón xem một bộ phim đang khởi chiếu ngay lúc này. Nếu đúng máy bay không người lái Việt Nam bay vào lãnh thổ Campuchia thì phải bắn hạ ngay lập tức chứ. Lúc này mới cử quân đội đến thì người điều khiển máy bay đó đã về ngủ được một giấc rồi. Tôi sợ chúng ta sẽ giống như Nga và Ukraine vì họ nói đến để bảo vệ những người sống ở Campuchia. Tôi khó hiểu với một số người có thái độ cười nhạo với sự việc nghiêm trọng này. Là công dân, chúng ta nên ăn mừng và tự hào về ý chí bảo vệ đất nước của chúng ta, đặc biệt là tin tưởng vào sự lãnh đạo của những người tối cao. Tôi thắc mắc tại sao chỉ có vài chiếc máy bay không người lái thôi thì cần gì đến quân đội hỗ trợ. Tôi chỉ cần nỏ cao su cũng có thể bắn hạ được. Kịch hay còn đang ở phía trước. Ở các nước khác, họ mang dây ném cũng có thể làm rơi nó. Bắn máy bay không người xâm lấn, hãy học từ Israel. Chúng ta cần chuẩn bị đưa hệ thống phòng không ở biên giới. Cứ thấy vật thể bay không xác định sang là bắn, chứ không phải để máy bay lượn vài vòng rồi mới phát lệnh bắn. Tại sao quân đội không di chuyển vào ban đêm, sao lại di chuyển vào ban ngày? Không có gì bí mật hết như vậy. Kẻ thù sẽ biết mọi hành động của ta. Chỉ có một máy bay không người lái mà cần rất nhiều binh sĩ và vũ khí. Ôi trời ơi! Tại sao người Khmer luôn xem thường bản thân người Khmer? Tại sao chúng ta lại không đoàn kết? Đáng lẽ ra, chúng ta phải lên án hành động này của kẻ địch, nhưng đa phần là cười nhạo và không mấy quan tâm. Rừng lớn và nhà rộng lớn có thể biến mất chỉ vì một cái cần cầu, nên đừng xem thường những điều nhỏ nhặt như thế này. Đây là vấn đề an ninh quốc gia, xin đừng lấy ra đùa cợt. Cùng chung sống với một quốc gia, chúng ta phải đoàn kết vì đất nước, chuyện chính trị nên gác sang một bên. Tôi không sợ máy bay không người lái, tôi chỉ sợ bây giờ có rất nhiều người Trung Quốc đang sống ở Campuchia và kinh doanh phi pháp. Tôi tự hỏi, nếu có một ngày máy bay không người lái mà sử dụng 500 quân nhân và 200 vũ khí để bắn hạ nó, nếu nó đến 125.000 chiếc thì chúng ta phải làm sao? Trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng đã được quân đội sang biên giới Lào, đã đến nơi và không bắn nhau gì, cả lần này cũng vậy. Mọi người có nghĩ đó là máy bay của Việt Nam không? Thật khó để biết được chiếc máy bay đó là của ai. Tôi thật sự muốn xem loại máy bay không người lái bay vào Campuchia, nó như thế nào, nó có thật sự nguy hiểm như truyền thông đưa tin không? Đó là những gì người ta đang bàn tán với nhau trên mạng xã hội. Dường như người dân Campuchia đã quá quen với các động thái cứ 5 năm một lần này của chính phủ. Thậm chí họ còn dự đoán được những việc sẽ diễn ra và tự đoán được ai là kẻ chủ mưu phía sau màn kịch này. Được biết, cuộc bầu cử của Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền lâu năm của ông Hun Sen đang chuẩn bị cho chiến dịch kéo dài 3 tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Nhưng từ tháng 6, các cuộc chạy đua của những người cầm quyền đã diễn ra ác liệt. Hôm 24 tháng 6, ông Hun Sen cáo buộc một nhóm đối lập giấu tên âm mưu bắt cóc ông, đồng thời nói thêm rằng họ đã kêu gọi các lực lượng vũ trang bắn vào Hun Sen. Thủ tướng Campuchia cũng cho biết ông sẵn sàng hy sinh từ 100 đến 200 người để duy trì hòa bình. Việc triển khai quân đội đến biên giới Việt Nam và yêu cầu bắn hạ drone chỉ có thể làm tăng thêm cảm giác an ninh trước cuộc bỏ phiếu ở Campuchia. Và từ góc độ lịch sử, điều đó không có gì bất thường. Tuy nhiên, tôi không biết phải nói là người dân Campuchia lạc quan hay nói thẳng ra là chính phủ của họ đã khiến những người dân mất đi lòng tin vốn có.
Nhưng nếu sự việc này xảy ra ở Việt Nam, thì tôi tin chắc chỉ cần vài anh dân phòng với cây na bắn chim là đủ xử gọn chiếc UAV đột nhập và phi tang nó một cách thần không biết, quỷ không hay, chứ đừng nói đến việc điều quân và tạo nên một sự kiện rầm rộ như bên nước bạn. Tâm lý đề phòng của người đứng đầu đất nước là tốt, nhưng điều động cả một binh đoàn để tìm diệt một chiếc máy bay tí hon thì quả là dùng dao mổ trâu để giết một con gà. Trước sự kiện này của Campuchia, người dân Benta lại tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí khi được phỏng vấn, một cư dân ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, giáp giới với tỉnh Mondulkiri của Campuchia đã nói rằng khu vực của mình mà xài cái đó là quân sự bắt liệt, chỉ dành cho công an, nhà báo, truyền hình thì được, chứ còn đây dân không ai dám xài đâu, lỡ xài nó cũng bắt, nó kêu xuống cất ngay, chứ không thôi nó bắt. Tuy nhiên, một người phụ nữ ở Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, cách nơi xảy ra vụ tấn công vào trụ sở chính quyền khoảng 100 km và cách biên giới Campuchia khoảng 200 km lại cho biết ở đây người dân vẫn dùng flycam để xem ruộng rẫy với tìm bò lạc trong thôn cho nhanh. Người phụ nữ chia sẻ họ chỉ dùng máy flycam để làm công việc của họ, ví như họ kiểm tra trong rẫy của họ vì diện tích đất rộng. Họ bay như thế để đỡ tốn mất công mình phải lội vô trong vườn, chứ không dùng để bay sang nước nọ nước kia được. Quả thực, đối với một số vùng nông nghiệp canh tác của Việt Nam thì flycam là công cụ hữu dụng để thăm ruộng, tiết kiệm được thời gian của nông dân. Nhưng thường thì những loại flycam đó là hàng rẻ tiền, có tầm bay thấp và độ kết nối trong một phạm vi ngắn, không thể nào bay cao và điều khiển như các loại UAV chiến thuật chuyên dụng trong quân đội. Nên khả năng đó là các thiết bị flycam do người dân điều khiển làm qua biên giới là điều không thể xảy ra. Như thông điệp mà Thủ tướng Hun Sen gửi tới người dân tại nhà máy dệt may về sự việc này. Dù ông Hun Sen không cung cấp chi tiết cụ thể, nhưng vẫn có nhiều thông tin cho thấy rằng các thiết bị bay trên có thể liên quan đến một cuộc tấn công gần đây của một nhóm vũ trang nhỏ nhằm vào các trụ sở chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, khiến 9 người thiệt mạng. Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia và Việt Nam đang hợp tác để tăng cường an ninh biên giới, giữa bối cảnh có một số dấu hiệu cho thấy một số phần tử nổi dậy có thể trốn sang Campuchia sau vụ tấn công. Một lá thư do Cambodia New Vision công bố trích lời ông Hun Sen nói rằng lệnh bổ sung cho các lực lượng trong quân khu 1 là truy tìm các lực lượng chạy từ Việt Nam qua để ẩn náu trong lãnh thổ Campuchia. Rõ ràng là các thiết bị drone đang tìm cách liên lạc với một nhóm người đào tẩu đã trốn khỏi Việt Nam và có thể đang ẩn náu ở Campuchia, ông Hun Sen nói. Sau vụ tấn công, các nhà chức trách Việt Nam đến nay đã bắt giữ 84 người và truy tố 75 người với cáo buộc khủng bố và cho là có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài qua việc cử người xâm nhập trái phép Việt Nam để gian dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố mà không đề cập đến nguồn gốc dân tộc của họ. Vào ngày 19 tháng 6, Hun Sen cho biết ông đã trục xuất tất cả những người thượng tìm cách tị nạn ở Campuchia sau các vụ đụng độ bạo lực với lực lượng công an Việt Nam. Hun Sen đã cảnh báo bất cứ ai đứng đằng sau những chiếc máy bay không người lái và cũng nhắm vào một kẻ phản bội giấu tên, ám chỉ đến đối thủ chính trị lâu năm của ông là Sam Dainsy, người đang sống lưu vong. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!